tất cả ta cho ngay ăn tắm ba thanh về nhà lòng ca ba để tán đồng chân rồi trong đế bột thôi mà được cái bình là yên lời dân đồng gia ta hương ca thắp cây nhang gọi người qua biển để cầu xin âm với ba đêm mùa hoa hồng mà được cái bình là yên lời muốn mà đời ở ra nhớ cả Phật rồi sao ngoài đây dạ. Kính thưa bà quý tế trời theo đó lệ hàng năm rồi lấy mà chiếu chiếu và ngày thì để chưa là ngày đại lễ kỷ niệm của hành tòa giờ tôi có đây thiết lễ cầu nguyện cầu ăn tôi xin được phép thay mặt rồi đến đế hội âm nữ miễu của hành tế chân thành cảm ơn cho tinh thần thánh thiện đã nhín chút thời gian quý báu đến đây dâng hương chiêm bái. Nữ sự nói nói đổ cho đấy là
kính kính đưa rửa tay đến để dưới nhà em miễu còn đây mà đây quéo thì ngồi đến đây lên bà cầu nguyện mưa thuận gió hòa nhà đời tấm no đừng qua nạn khổ thật đau thật bệnh tiêu trừ lễ hội gần để giáo đồng hồ để nó mới được vào đây ngủ còn thành để năm ba mẹ năm mẹ để chuyện xây mà đâu dừng bị dạ kính thưa ban quý thế quyền cầu nhỏ để đình tân thiền đó là hàng mà được ngày năm mười sáu là ngày mười bảy là ngày đại lễ kỳ của do ông đấy phó tây an bình kinh thì được đấy chúng tôi có thiết lễ cũng nhờ lên hôm nay tôi xin được phép thay mặt nam nữ bổn hội miễu ngũ hành tây an chân thành cảm ơn ban quý thế miễu ngũ hành tân điền a đã nhấn chúc thời gian quý báu đến đây để dân hương chiêm bái lệnh bà cầu nguyện chung cùng chúng tôi một lần nữa không biết nói gì hơn xin thành thật cảm ơn và không quên cầu chúc cho nam nữ cùng gia đình ban quý thế ngũ hành miếu tân điền a được một năm mới nhiều sức khỏe an khang và thịnh vượng. Sau khi dân hương chiêm bái lệnh bà xong thì kính thỉnh ban quý thế miếu ngũ hành tân điền a bàn khách để dùng với chúng tôi một ly rượu vàng để cất chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa hai hội chúng ta được vững đồng mãi mãi mà để quạt mà vô đấy tâm mà thành niệm hai chữ nam mô còn ngài là một vợ tốt ông bà để dám nơi mà kính thưa ban quý tế hội miễu tây an theo đáo lệ hàng năm nhằm ngày 17 tháng 3 hàng năm ban quý tế nam nữ hội miễu tây an có lễ làm cái đại lễ ban quý tế nam nữ hội định tâm chúng tôi có đến tâm cái lễ về để nhập lễ cúng bà thì mẹ để chứng phước thế gian mưa thuận gió hòa cầu hạnh phúc sau cùng cũng chúc ban quý tế nam nữ hội miễu tây an một năm dồi dào sức khỏe nhà khang thịnh vượng và kết tình giao hảo giữa hai hội để cầu cùng cầu xin ta hội còn miếu mà hòa quyện thì ngồi đấy đó đây và xin kính thưa ban quý tế tinh thần trọng phú theo đó lệ hàng năm ngày 15, 16, 17 tháng 3 là ngày đại lễ kỳ yên của miễu ngũ hành tây an. Bà đổ để an bước cầu an trước đã an ở trong mà bồn hội giờ
tam phủ đến đây ở quyện cầu cho đế đình đông phủ gọi để đến ở đây hai con ba mà giáo ông bà để gì đây mà đậu dân mà đậu dùng cho để hỏi đồng tử mà để hỏi nhà nam làm ngọn đâu mà đặng mà đó thì lòng thấy mà xin ba trên giang hộ độ trì quốc một lần nữa xin thành thật cảm ơn và không quên cầu chúc cho nam nữ cùng gia đình của hội miếu Phú Hòa một năm mới được nhiều sức khỏe an khang và thịnh vượng. Sau khi dân hương chiêm bái đền bà xong xin kính thỉnh ban quý tế miếu Phú Hòa ra cùng với chúng tôi đi lưu lạc để kết tặng tình đoàn kết của hai hội chúng ta. Đổ điểm lành mà đem đến điểm giữ tông sơ cho biết ngàn bà đổ trì cho ông hội trưởng miếu Phú Hòa đến đây dân hương bà cầu nguyện xin bà chuyển xây bà đổ đồng trì bà đổ mạng ông hiệu phó ngày nay ông mà hiệu phó biểu Phú Hòa đến đây đồng ngã nguyện cầu cầu cho mà gia đạo được hai chữ vững yên bình cây rồi mạnh dội bà đổ dân bà đỡ đầu đổ cho nam dưới nữ giang sự công hầu mà gà vé đồng giang phước như đông hải lòng của bà ban khỏi cái tay rồi khỏi nạn lệnh bà mới chịu an cho nhẹ nhàng. Dạ kính thưa ban quý tế liễu bà Tây A, hôm nay là ngày 26 tháng 4 năm 2013, nhằm ngày 17 tháng 3 năm Quý Tỵ. Ban Quý Tế Miễu Bà Tây A có đại lễ kỳ yên cho linh bà. Ban Quý Tế Bộ Hộ Miễu Cây Gia chúng tôi đến đây trước là có hương đăng và hiện kim để dâng lên đại lễ chiêm bái linh bà. Sau đó cầu cho quốc thới dân an, mưa thuận gió hòa, cho nhân dân bá tánh được an cư lạc nghiệp. Trước khi chiêm bái linh bà xong,
ban quý tế, bọn hội biểu Tây Gia chúng tôi xin kính chúc ban quý tế Liễu Bà Tây Hai, Tây A quận 2 được nhiều sức khỏe và không quên gửi lời thăm toàn gia quyến được an khang thịnh vượng. Xin hết. Phường An Phú cầu nguyện thì ở quận 2 người già nguyện cầu. Kính thưa ban quý tế Liễu Tây Gia quận Đức, một lại dây dạ tôi có thiết lễ cúng bà ở tâm thầm rồi một lại người già dài á già để rồi mà hãy lại định bà bố bà được lắm ngày tâm lại có bà lại người già nguyện cầu tứ đồng thì bốn lại thì con cũng giải bà ngặt chúa đồng sứ nước nương con nguyện đồng cầu xin mẹ hãy sống thương đổ mà cho ba tâm đất nước dân thiên người già đàn. Dâng lên cúng bà và trao xin phép cho chúng tôi đốt hương tiên bái niệm bà, cầu nguyện cho đất thế dân an mưa thuận gió hòa, cầu nguyện nhân dân ta tránh được an cư lạc nghiệp. Là sau hết chúng tôi xin chúc quý vị là gia quyến luôn luôn được giàu giàu sức khỏe và nhiều bà tỷ gia xin lệnh bà phù hộ nắng khỏi tai qua đổ bốn mắt người. Kính thưa ban quý tế đình thần để năm này được giảng sự mà là tố có tươi bình cái án rồi mạnh dối bà đổ dân người lời cơ sầu. Xin ơn trên rồi năm mẹ bà là đỡ đầu đổ cho nam với nữ giảng sự công hầu mang vé đồng giang phước chữ đông hải lòng của bà ba khỏi cái tay rồi khỏi nàng lệnh bà mới chịu an cho nhẹ nhàng. Rồi thành mà tâm một lại người già dài á già nghĩ rồi mà hãy lại nếu bà cây giang nam nữ nguyện cầu tám lại có ba lại nếu cây gia nguyện cầu tứ đồng thì bốn lại thì con cũng đồng sứ nương nương con nguyện đồng cầu xin mẹ hãy xót thương
đổ cho nam nữ bốn mỗi ngày nay người an lành. Đến thần tân nhân ấy cùng nguyện cầu à, cha đạo dân nghe con nguyện đồng cầu à, xin mẹ hãy dâng nhang à, đổ mà cho ban quy tế gia đạo dân an à, nàng khói ngã người à, và đổ mà cho công chuyện à, người à, làm ăn đâu mà đắng bà đổ cửa khó lời đông đầy bà đổ trì cho khỏe mạnh mà tay chân đổ đêm lành bà đem đến hỏi đình thân nhân người ơn đền. Bình hôm nay là yên mà mạnh giỏi bà cùng chuyện xây bà là đỗ quá trì bà đỗ cho mà ông khỏi có đồng mà cát khỏi viên đến đây rồi lại mẹ mẹ đỗ dừng yên bổ mãn người. Chân lễ